của núi rừng Tây Nguyên và các dân tộc anh em trên các vùng miền của đất nước. Các thí sinh đại diện cho các dân tộc Kinh, Cơ, Mèo, Mường, Mông, Tày và Thái. Sư mẹ Âu Cơ xin được chăm con, năm mươi xuống biển, năm mươi lên non. Nay chiều cháu con chung tình nước non, là hoa một gốc, là con một nhà. Vâng, đọc đến đây chắc quý vị cũng đoán được bài thơ đại diện cho dân tộc nào, đúng không ạ? Đó là dân tộc Kinh nói chung, cụ thể đó là trang phục Âu Cơ. Có thể nói, bộ trang phục giúp ta gợi nhớ về lịch sử nguồn cội, con lạc cháu hồng và khơi gợi tinh thần yêu nước đoàn kết của dân tộc. Đẹp lắm em ơi, chiếc áo dài, xem kìa quốc liễu nước khoan thai, thanh tao kín đáo thêm trang nhã, lịch sử yêu kiều với mảnh mai. Đang trình diễn trên sân khấu là sự duyên dáng thước tha của tà áo dài Việt Nam. Đây là trang phục truyền thống của dân tộc Kinh. Nó là bộ trang phục mang dáng dấp và linh hồn nước Việt. Sao em mặc áo tứ thân, để cho anh cứ bần thần vận vơ. Áo ơi có từ bao giờ, mà cha ông cũng ngẩn ngơ thẫn thờ. Áo tứ thân cùng với dải yếm đào, đôi huyết mộc và chiếc nón quai thao chính là hình ảnh quen thuộc của phụ nữ xưa và những làn điệu quan họ. Hình ảnh ấy đã góp phần không nhỏ vào kho tàng bản sắc của dân tộc. Vâng, trên sân khấu của chúng ta đang được thưởng thức trang phục truyền thống của dân tộc Cờ Ho, đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Bộ trang phục làm toát lên sự khỏe khoắn và năng động của người con Tây Nguyên. Đây là một trong những di sản văn hóa phi vật thể đang được đồng bào tích cực bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Với hoa văn đa dạng và tinh xảo, một bộ trang phục dân tộc người Mèo hoàn chỉnh gồm áo, váy xếp ly, xà cạp và mũ, làm cho người phụ nữ Mèo trở nên rất đẹp và đặc biệt, mang ý nghĩa tâm linh truyền thống, đồng thời góp phần vào sự đa dạng của các trang phục dân tộc. Của người Mường khá trang nhã, phụ nữ Mường khi diện trang phục truyền thống gắn kết với phong thái nhẹ nhàng duyên dáng. Mỗi chi tiết trên trang phục không chỉ thể hiện giá trị văn hóa mà còn cho thấy sự khéo léo của những cô gái, tựa như những bông hoa từ sắc màu rực rỡ giữa đại ngàn Tây Bắc. Trên sân khấu đang là trang phục dân tộc truyền thống của người dân tộc Tày. Trang phục của người Tày từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa cũng như nét đẹp bình dị và độc đáo của đồng bào Tày ở khắp các vùng miền đất nước. Hai cô gái duyên dáng đang khoác trên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mông. Dân tộc Mông có trang phục hết sức cầu kỳ, rực rỡ. Bộ trang phục có những nét độc đáo từ kiểu dáng cho đến những màu sắc của hoa văn. Chiếc váy xòe xếp ly cùng với chiếc áo nhiều họa tiết cầu kỳ và chiếc mũ đội đầu xinh xắn là sự kết hợp hoàn hảo, tô điểm thêm cho nét đẹp của người phụ nữ Mông. Con gái Thái dịu dàng, trong sáng, ngọt ngào như tiếng hát câu ca, giỏi đánh cùng hát xòe quạt, thích gội đầu là xả, tóc như rêu. Bộ trang phục truyền thống dân tộc Thái được biết đến khá nhiều qua những chiếc khăn piêu, váy đen, váy đỏ. Với sự cần cù trí tưởng tượng phong phú, phụ nữ Thái đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật thể hiện qua những nét hoa văn độc đáo trên bộ trang phục. Khoác trên mình bộ đồ công sở là phong cách hiện đại, trẻ trung và năng động, là bộ trang phục không thể thiếu trong thông điệp
với màu sắc và nhiều kiểu dáng đa dạng. Cả nam và nữ đều có thể dễ dàng chọn lựa những bộ trang phục phù hợp với phong cách của mình. Sang trọng, lộng lẫy và kiêu sa, đó là những từ ngữ ưu ái dành riêng cho trang phục dạ hội. Người phụ nữ khoác trên mình những chiếc đầm dạ hội làm tôn lên những đường cong gợi cảm, cuốn hút và khoác lên vẻ huyền bí. Bộ trang phục luôn là sự ưu ái được lựa chọn của người phụ nữ trong các buổi tiệc, sự kiện quan trọng để thể hiện đẳng cấp và sự tinh tế của mình. Kính thưa quý vị, mỗi thí sinh rất tự hào khi khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ẩn sâu trong mỗi bộ trang phục đó là sự sáng tạo và lòng tự cao của người dân Việt Nam. Đó là biểu tượng khát vọng tìm đến cái đẹp thẩm mỹ, là bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Em phụ nữ chi hội thôn 13 kính chúc ban giám khảo, quý khách, quý vị đại biểu cùng khán giả có một sức khỏe dồi dào và cuộc thi thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.